Okay nha. Ba con đều đi Bắc hết, một con Hà Tĩnh, một con Thái Bình, một con Hà Nam. Ba em. Bây giờ nhiệm vụ bên em sẽ ghép lên đây. Ba con ghép cho ba anh phía Bắc. Rồi một cặp đi Bắc nha, một con 1820. Ba luôn không? Và một con US 50 nha. Rồi, cận như xong, hai em. Ở giao quét 50 nha. Con này đi Hà Nam. Ghê ta. Rồi một em đi Hà Nam nha. Rồi một siêu phẩm US 50 nha. Giao đi Hà Nam. Giao Hà Nam nha. Rồi, giao chơi giao TL 3007 nha. Đấy. Và máy cuốn rơm. TL 3007. Và bộ máy cuốn rơm cho khách. Cao lê. Rồi vừa hết. Vừa hết rồi, xuống đi. Đẹp à. Không lọt sới cuối cùng phải bầm nó ra. Rồi chưa ra đẩy phát vô nữa là xong. Rồi giao con này đi Vĩnh Phúc nha. MT48 này. VIP luôn. Một dàn xe đĩa nữa. Cho anh Thắng nha. Đã mua bên này mấy xe. Ơi coi nó dập vô ấy kìa. Số từ từ thôi.
Con này đi Vĩnh Phúc nha. Anh Thắng này mua của em hai ba con rồi. Thì anh ủng hộ thêm con này nữa. Mua cách đây mấy năm rồi. Giờ anh kêu con nó xuống cấp rồi. Thì ủng hộ thêm nha. Mua hoàn toàn từ xa. Mua mấy con này đều qua YouTube hết. Đi Vĩnh Phúc. Rất là đẹp nha. Ui ui. Ơi, giao MT48 nha. Cho mời anh khách ở đâu ta? Vĩnh Phúc. Không, lấy 3 ký, 3 cuộn đây, 3 cuộn khoảng 30 ký đấy. Lấy khoảng 3 cuộn. 3 cuộn đây hả? Ừ. 5 cuộn đã đủ rồi. Sáng nay mình cân cho 10 ký khoảng là 5 ký quá. Vừa chuẩn 2 ký hả? Tê nha. Tê 48 nha. Rồi quá luôn. Rồi RS27 nha. Đó, test này, yeah, nhồng bánh. Test gầu nha. Rồi cua cua cái bánh nhỏ coi khu cua cho múa cho nó sướng nha. Đó. Yeah, hồng bánh nha. Đấy, hồng bánh. Hồng hành hai bánh lên. Đấy, bộ gầu của con RS27. VIP luôn nha. Đó, tuyệt đẹp luôn. Mạnh lắm. À, mạnh ghê không? À, tốc độ luôn. Ghê thiệt. RS27 nha. Anh này ở Đồng Tháp. Đó, đi không? Nhòi cả hai cái bánh lên kìa. Đấy, nha. Ghê không? Đấy, nhòi bánh lên luôn. Thấy không? Coi như xong. Cho anh ở Đồng Tháp. Thì bên em còn bắt ghế bắt đầu nữa là xong. Coi như hoàn thành. Đó, bên em bao gầu súc là cực kỳ đẹp. Không, ti tiết rồi. Nhìn bằng bóng lừ luôn. Đã lắm. Dây ống là rin nhiều cái rin hết á, rin toàn bộ luôn này. Dây ống rin. Bộ gầu rất là đẹp. Tuyệt vời luôn anh nha. Thấy không? Đẹp tuyệt vời luôn. Coi như xe anh hoàn thành, bên em cố gắng giao đi sớm nhất cho. Còn kiếm cho anh cặp kiếm nữa là xong. RS27 nha. Rồi giao nha, FX28, MTX28 nha.
Dao FF205 nha. Dăng mà. Dao TL2007 nha. Đủ mã này đâu vượt TL nha. TL 2007. Epic 32D về nữa nha. Sớm giờ xuống hàng 3 bốn con. Hai dần sới nữa kìa. Ừ. Ra luôn, kéo càng xe tay ra bắt đầu ra luôn con kia. 350 AF 46D nha, ở đây là sức. Rồi giao xe nha. Đăng Minh. Bình Phước nha. Rồi giao con này nha. Ba năm rồi, thằng đen coi luôn bảo ơi. Thằng đen coi luôn. Lô. Bán rồi anh. Dạ dạ. Tắc lắc anh. Đủ bán lông lắc, không nhớ giá đâu anh.
đây. Tủ má lọt luôn, đẹp ghê ta. Lọt gầm luôn. Bên lên tí được không? Bẻ lại một con bên kia rồi. Xin lỗi. Đây nha, chào Eric 335 nha, đi Quảng Nam. Con này mấy anh nhành lộn này. Tiếng nội. Rồi con này đi Đà Lạt.